lô me này. Đây là lô me đế nó quái quái thôi mọi người. Lô me đế quái nghe nè. Mã số này là mã số E. Cây đầu tiên là cây E1. Cây này đâm chậu hết trơn rồi nè. Đâm chậu hết rồi ha. Để lại nó. Này đo vô đây số quá. Đo đại dưới tủ dưới đi. Ở chiều ca đó là 51. Rồi mã số E1 giao lưu với mọi người là 500.000 em bao ship. Rồi em cái này rất là dễ sống ha, rất là đẹp. Mã số E2. Hoành nó 11,5. Chiều ca đó là 45. Rồi E2 giao lưu với mọi người 400.000. Chậu. Cây E5 cây này cũng rất là quái nha anh em. Hoành nó 17, ngay đây. Hoành 17. Hoành 17. Em đo dưới đây nha. Chiều cao đó là 50. Rồi E5 giao lưu với mọi người 400.000. E6. E6. Cái này đế quá quái luôn anh em ơi. Cái này đế rất là đẹp ha. Quanh nó là 12,5, gần 13. Chiều ca nó là 44. Rồi, cái này là mã số E6, giao lưu với mọi người là 450.000 em bao ship. Rồi E11
1 giao lưu với mọi người là 400.000. E12 hoành nó là 10, hơn 10 tí, chiều cao 34. Trên đầu này cái cành cũ của nó chắc ha, nhìn xử lý ha. Rồi mã số này là E12, giao lưu với mọi người là 350.000. Hoành nó 11, cao 46. Rồi E13 giao lưu mọi người 350. E14 hoành 11,5, chiều cao là 55. E14 giao lưu với mọi người là 400.000. Hoành 12, chiều cao 40. Rồi mã số này là E15, giao lưu với mọi người là 400.000. E16 rất là quái luôn. Hoành nó 13, chiều cao 31. E16 giao lưu với mọi người 350. Cái cây này đâu hoành hết đúng không ha. Nhiều khi nó lớn nhỏ thì đều quay gần quay xa nha mọi người. Này là cũng nhỏ nhỏ à. Đây là E17. Hoành nó 11,5. Chiều cao 41. E17 giao lưu với mọi người là 350.000. Hoành 12, cao nó là 37. Rồi E18 giao lưu với mọi người 350.000. E19 chào đâu cậy đó. E19 14 hoành, chiều cao 38. Rồi cây này là mã số E19, 400.000. Mã số E20 quái. Quá quái. Hoành nó là 10, chiều cao 36. Rồi cây này là E20, giao lưu với mọi người là 350. Hoành 11 là nó không có bự lắm ha. Chiều cao 36. E22 giao lưu với mọi người 350. E23 dễ hơn nè. Cái này là mấy cái này hơi nhỏ. Hoành nó 11. Gần tao cái này đo sát vô túi dưới đây á, thì nó là 10,5 thôi, tìm thêm chỗ. Chiều cao 34, chưa tới 11. E này là E22, giao lưu với mọi người 300.000. 23. E23 nha mọi người, mã số này là E23, 300.000.
30. Rồi E24 cho luôn với mọi người 350. Cây cuối cùng của clip luôn. Cây này đấy đẹp. Hoành nó 12 rưỡi. Chiều cao 48. Rồi, cây này bị bơm nè, nên nó lá nó màu vàng. E32 giao lưu với mọi người 400.000. Rồi mã số E32 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem mong